Xin chào anh chị em mình. Lại tiếp tục hôm nay tôi lại tiếp theo bài hôm qua, tiếp theo bài scalping kiểu mới, scalping đơn giản hơn. Anh em nào chưa xem clip đó, anh em hãy xem lại tập trước đó, trước tập này một tập anh em ạ. Trước tập này một tập để anh em mình có thể thêm một cách scalping kiểu mới của một anh ở Hà Nội, anh Như Nghiêm đã chia sẻ. Dựa vào cái hệ thống scalping mà tôi đã tạo nên, thì mong anh chị em mình có thể chia sẻ các bài như vậy ra cộng đồng mạng để anh chị em mình có thể tìm ra được chiến lược tốt nhất cho cái việc trade đó anh em ha. Đấy, thế thì bây giờ hôm nay tôi lại tiếp tục ra cái phần tiếp theo của chiến lược scalping, cũng dựa vào cái system scalping đó, như thế nào. Và tôi muốn là anh em mình dựa thêm vào một tín hiệu nữa, đó là tín hiệu RSI đó. Thì cũng rất nhiều anh em đã gửi đến tôi, chia sẻ đến tôi những cái kiến thức về RSI khá là hay đó. Và đặc biệt tôi cảm ơn một anh cũng ở Hà Tĩnh hay Quảng Bình gì đó tôi quên rồi, anh ấy tên là Đồng Nguyễn, cực kỳ khá giỏi. Anh từng trade trong vòng vài tháng vài năm vài tháng mà cũng đã lên tới cả tỷ mấy anh em đó. Anh cũng đang nhờ tôi viết con robot, anh cũng có rồi nhưng mà viết lại theo cái hướng đi của anh đó. Thì anh có chia sẻ là kinh nghiệm RSI của anh khá nhiều đó, anh chơi chủ yếu là RSI. Thì một lần nữa cảm ơn anh Đồng Nguyễn đã chia sẻ với tôi. Anh ấy nói rằng là anh ấy sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng gửi đến những cái kinh nghiệm cho cộng đồng đó. Thì cái RSI mà anh ấy kết hợp như thế nào, thì thật ra anh ấy chỉ áp dụng RSI không thôi. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn là anh chị em mình dựa vào cái super scalping của tôi nữa để thêm một tín hiệu gọi là ràng buộc thêm. Anh em muốn sử dụng RSI không cũng được. Thì anh ấy sử dụng RSI cũng đơn giản thôi, nhưng mà anh ấy rõ ràng nói rằng là sự đơn giản đó mà anh ấy đã thực chiến từ rất nhiều được và đã kiếm được tiền cũng khá nhiều rồi. Chúng ta vào luôn cái ý tưởng mà anh ấy đã hướng dẫn tôi đã nói, đã chia sẻ là có khả năng có hiệu quả rất cao. Và tôi cũng có nhìn sơ lại thị trường thì tôi thấy khá là có những rất nhiều điều nó đúng. Chính vì vậy cho nên là tôi nhanh chóng chia sẻ lên cho các anh em mình luôn. Rồi tôi cùng tất cả anh em mình hãy cùng test trong một thời gian. Và trong tuần sau tôi sẽ ra clip bắt test cái phương pháp đó cho chúng ta xem điều đó đúng hay không anh em ha. Và hôm nay tôi chỉ nói về cái ý tưởng và cái việc mà chúng ta vào lệnh ra lệnh của sự đóng góp của anh em mà thôi đó. Thì anh ấy có nói với tôi rằng là sử dụng RSI. Bây giờ tạm thời là tôi xóa đi cái công cụ của tôi ha anh em. Sử dụng RSI và tạm thời tôi xóa luôn cái RSI luôn để tôi chỉ anh em từng bước luôn để vào RSI như nào đó. Thì bây giờ này chúng ta muốn vào RSI thì chúng ta cứ vào chà cái này quá vào insert quá quen thuộc rồi và chúng ta vào indicator và chúng ta chọn cái oscillator gì nè đó, rồi chọn cái relay strain index đó ra chúng ta này. Thì thông thường á là sẽ anh ấy còn hướng dẫn tôi là chọn những RSI siêu nhỏ lại, nhưng mà là số 5 đâu, có thể nhỏ hơn nữa. Rồi nếu anh em mình có nhu cầu thì hãy liên hệ tôi sẽ kết nối với anh ấy. Thì anh ấy có những kinh nghiệm về chiến trường này cũng nhiều rồi, thì đó là điều mà mình nên học hỏi đó. Thì còn chúng ta xem như thế nào thì chúng ta cần phải test lại nữa để chắc chắn là phương pháp đó nó chiến được với thị trường. Rồi và trong cái phần level thì tôi sẽ chọn là 10, 90. Thì thông thường anh nói là chỗ này phải cao lên và thấp xuống để ra một cái hiệu là mua đỉnh bán đáy tốt hơn. Tôi chọn thêm một cái 50 nữa, ok nha anh em. Tạm thời bây giờ tôi chọn 10 với 90 và 50 đó. Đây là cái mô hình đó, anh em ha. Đấy thì anh có nói rằng là cứ chọn mua đỉnh bán đáy ở đây nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như RSI mà lao xuống dưới cái mục số 10 này thì người ta gọi là quá bán đấy, nên quá bán rồi thì chúng ta có thể đợi một tín hiệu nào đó, hoặc là chúng ta múc luôn buy cũng được. Còn nếu chưa thì thôi, cái này chưa nha, chưa thì thôi chấp nhận đó. Đây tôi nói lại anh em nhé, đây là phương pháp của anh ấy, là khi mà con số này, khi mà thị trường cái RSI của mình á mà nó lao xuống dưới cái mốc số 10, thậm chí là dưới mốc số 5 luôn anh em đó, thì lúc đó thị trường người ta gọi là quá bán đấy anh em. Quá bán thì chắc chắn là mình sẽ mua lên thôi, là không còn bán nữa đó, khả năng là mình sẽ mua lên. Thì lúc đó thì tập trung mua, ví dụ như thằng này chưa thì chưa mua chẳng hạn vậy. Tương tự
Nếu như thị trường mà lao lên cao quá, cao hơn mốc 90, thậm chí là 95 chẳng hạn vậy, thì lúc đó người ta gọi là quá mua rồi. Mà quá mua rồi thì không mua nữa, cho nên là tập trung bán anh em ạ. Đó, thì đó là kiến thức sơ sơ. Vậy thì chúng ta lướt qua sơ xem là chúng ta sẽ có động thái vào lệnh ở đâu không. Đây, ví dụ như thế này. Nó vào lệnh, đó, vào lệnh. Ở đây bình thường tôi coi tôi thấy nó cũng ổn lắm mà sao giờ thấy cũng toàn ghê đấy anh em. Đấy. Đây. Đúng không? Ở đây nó nhích xuống dưới này anh em. Đó, xem coi có khả năng mình suy nghĩ việc vào lệnh ở đây được không. Đó, khi nó nhích xuống dưới và chúng ta có thể vào lệnh. Đó. Và ăn thì ăn bao nhiêu là tùy vào cái thuộc vào cái việc mà chúng ta đạt TP bao nhiêu mà thôi. Đó, cái này cũng được 42 bit chẳng hạn vậy. Đó, đó là một cái khía cạnh ăn. Rồi qua đây coi chúng ta có khả năng ăn không hay là đi bụi luôn. Đó, lên này nó vượt lên. Đúng không? Vượt lên. Vượt lên mà nó vượt ngay cái chỗ này mà chúng ta vào ngay đây là cũng dễ toan anh em ạ. Đó. Rồi khi nó vượt lên đợi chúng ta kết thúc nến gì đó. Đúng không? Rồi chúng ta qua bên đây. Đó, qua bên đây và chúng ta vào lệnh ngay đầu nến này. Đúng không? Và khi chúng ta vào lệnh ngay đầu nến này thì chúng ta vẫn có thể ăn được một chút ở khúc này. Đó, hy vọng. Hy vọng thế. Đấy. Thì tôi có nhìn sơ vào thị trường thì tôi cảm thấy nó có vẻ ổn. Đó là tiêu chí của RSI anh em. Đó, tiêu chí của RSI là như vậy. Đó. Thì ok, tôi nói lại nha. Phương pháp của anh nói sơ cho tôi đó là dùng những RSI chu kỳ siêu nhỏ và cái đỉnh và đáy thật lớn lên. Cái đỉnh này nè. Cái đỉnh là thật cao lên. Số thậm chí 90, 95, 96 gì đó. Vượt qua đó, hãy sell. Tương tự, buy cũng vậy. Vượt qua mốc số 5, số 4 gì đâu dưới á. Thì vượt qua là đâm xuống dưới á, ở dưới luôn á. Thì chúng ta hãy buy. Đó. Thì ok, đó là cái phương pháp mà anh chia sẻ tôi. Thì tôi cùng anh em mong rằng là sẽ cùng cái chiến lược này xem thế nào. Và trong tuần sau tôi sẽ cố gắng ra một cái công cụ backtest. Thì cũng là những công cụ cũ của tôi thôi. Nhưng mà tôi có update lên cho nó đẹp hơn một chút thôi. Để xem là phương pháp nó như thế nào. Chứ tôi có nhìn lướt qua thị trường, nhìn sơ qua thì cảm thấy có vẻ ổn. Dù sao anh ấy cũng đúc kết rất lâu năm để mới được một điều như vậy. Thì đó là một điều trân quý. Đúng không? Đó, thì tôi cùng anh em sẽ backtest khoảng vài ngày. Trong tuần sau tôi sẽ ra một clip là chúng ta backtest. Có thể là backtest trong khu vực backtest. Anh em đồng ý không? Còn trong thời gian từ bây giờ cho đến thời điểm đó thì chúng ta có thể backtest bằng demo. Chúng ta có thể test trên thị trường demo. Đó. Rồi ok. Anh em cẩn thận nha. Tên demo thôi nha anh em. Tôi nhắc đi nhắc lại là demo. Đó. Rồi ok. Và cái tôi muốn nói thứ hai nữa đó là anh em có thể vận dụng RSI với cái system scalping của tôi. Đó. System scalping. Anh em thử xem có hiệu quả hay không. Thì có một vài thông số có thể áp dụng được. Đó. Có một vài thông số áp dụng được. Tuy nhiên nó này hơi rối thì tạm thời tôi lại tiếp tục xóa đi. Áp dụng một trong hai cái đó mà thôi. Đó, chúng ta thử dùng theo cái đây. Tôi sẽ bỏ. Hôm qua là chúng ta sử dụng cái này đúng không anh em? Đấy. Và tất cả tôi xóa hết. Cái bên này tôi để lại nha. Đó, rainbow này tôi xóa luôn. Và này tôi cũng xóa luôn. Men này tôi cũng xóa luôn anh em ạ. Đó. Rồi xem nó còn lại cái gì. Đấy, đây. Và tôi chỉ còn hai cái thằng này thôi. Đó, anh em ha. Thì đây, đây là cái mà tôi muốn anh em áp dụng với RSI. Dĩ nhiên là cái RSI mà tôi hướng dẫn tiếp theo đây. Đây là phần tiếp theo nha anh em. Đó, đây là phần tiếp theo. Tôi muốn áp dụng RSI với cái system scalping của tôi. Còn phần trước là tôi chia sẻ kinh nghiệm của một nhà đầu tư đã chia sẻ cho tôi. Đó. Rồi bây giờ tôi xin áp dụng RSI với cái này xem như thế nào. Xem ba với cái hệ thống system scalping của tôi xem có hiệu quả hay không. Anh em xem nhé. Rồi anh em để ý lại cái tắt của tôi nha. Tôi nhắc là tắt nè. Đầu tiên là tôi vô đây. Tôi tắt hết cái trên cái mà system trend one MA. Tắt luôn cái scalping MA rainbow. Tức là cái cầu vòng đó. Tắt luôn cái rainbow luôn. Tắt luôn đường chính, đường phụ luôn. Ok. Tắt hết. Bây giờ chỉ còn lại hai cái đường thôi. Đó. Đường band và cái đường một cái đường MA thứ hai mà thôi. Đó. Anh em ha. Rồi thì vậy thì bây giờ làm cách nào để chúng ta giao dịch đây. Đó. Thì tôi sẽ giao dịch nó như thế này. Đó. Anh em hình dung nha. Tôi sẽ giao dịch nó như thế này. Có nghĩa là RSI thì tôi vẫn nhìn thôi. Nhưng mà tôi sẽ ít tham gia hơn. Đây tôi sẽ giao dịch nó như thế này nè.
Đó, có nghĩa là nếu như mà trên đường này màu vàng cộng thêm cái band dấu x này anh em, mà lại xuất hiện màu đỏ nữa, ok, tôi bắt đầu bắt sell. Tuy nhiên tôi phải nhìn vào RSI xem RSI đang ở khu vực nào. Nếu RSI đang ở khu vực là khu giữa giữa này thì tôi ok, tôi cho. Bởi vì lúc đó nó không có đi mạnh giá nữa, đó, chấp nhận luôn. Và thậm chí là khu vực ở bên dưới 50, đó, tôi chọn nha anh em nha, khu vực bên dưới 50 nhưng nó ở khu vực giữa giữa này. Giữa giữa này là sao tôi nói rõ luôn. Đấy. À, đối với chiến thuật của tôi thì tôi sẽ chọn nó chỗ này là 40 anh em nhé. 30 nè. 70 nè, đó, hoặc 40 60 nha anh em. Đó, ok. Rồi đó. Tức là RSI nó phải nằm trong khu vực này thì hãy giao dịch khi mà có tín hiệu này nữa. Đó. Có nghĩa là nó vẫn chưa có quá mua quá bán thì lúc đó ghê lắm, ớn, đúng không? Thì ok. Vậy tóm lại tôi sẽ thực hiện một lệnh sell ở đây anh em nhé. Đấy, một lệnh sell ở đây. Đây là cách mà đấy, một lệnh sell ở đây. Thì anh em có thể sell ở đây này, tôi thấy rõ ràng nằm trong khu vực này mà nó đang có chiều hướng xuống nữa, ok, mình chấp nhận luôn. À, chấp nhận mục luôn, mục ở đây sell luôn. Thằng này nó vừa xuất hiện luôn. Rồi, và TP của chúng ta, nếu chúng ta chơi ở khung H1 thì chúng ta ví dụ như sell mà lỡ chúng ta sell ở ngay khu vực này nha. À, giả sử chúng ta sell ở ngay khu vực này nha, tôi giả sử nha. Đó. Sell ở khu vực này và SL ở khu vực này. Đấy. À, khu SL của tôi chính là cái khu mà điểm ta vào lệnh luôn. À, rồi. Đấy, đây là khu điểm mà chúng ta vào có tín hiệu đó. Đây thì cho màu xanh nha. Màu xanh cho anh em thấy nó giống với cái đường vào lệnh. Đó, cái đường vào lệnh anh em nha. Rồi, và TP của tôi cũng vậy. TP của tôi thì tôi đo từ đây đến đây bao nhiêu thì tôi cho TP thôi. TP RR12 gì đó. Đó. Chúng ta chấp nhận RR12 hoặc chúng ta áp dụng phương pháp ngày hôm qua tôi đã hướng dẫn anh em cho 4 cái và chúng ta rải TP ra. Đó, anh em ha. Đấy, thì đó là một trong những phương pháp mà tôi áp dụng ngày hôm qua với ngày hôm nay. À, anh em có thể cho đây 4 cái và chúng ta rải TP ra 4 cái anh em nha. Rồi, kết hợp lại. Rồi, và tóm lại là lệnh này thắng nha anh em. Nếu chúng ta chơi một lệnh thì chơi đây R12 hoặc là hơn 12 gì đó. Tiếp tục chúng ta kiếm bài. À, rồi bài khi nào? Chúng ta lại tiếp tục nè. Bài khi tín hiệu hai thằng này đồng bộ với nhau. Đây, ở đây chúng ta có một tín hiệu bài có vẻ ổn. Chúng ta xem nhé. Ở đây tín hiệu bài. À, tín hiệu bài. Nhưng tôi sẽ không bài đoạn này. Đó, tôi sẽ không bài ở cái nến này. Đó, lý do là hồi nãy tôi có nói rồi. À, thứ nhất là vừa thỏa màu xanh này, vừa có dấu x này. Tuy nhiên là RSI không được quá trong khu vực 30-70. Anh em nhé, để khóa khu vực này thì nó có khả năng bị xuống lại. Cho nên chúng ta gọi là trả giá với thị trường đó anh em. À, chúng ta đi mua cái gì mà chúng ta không trả giá là thường hay bị chết. À, cái này là mua đại gia rồi. Cho nên chúng ta nên trả giá với thị trường. Có nhiều anh đã chia sẻ với tôi như vậy đó. Nên trả giá một chút chứ nếu không chia sẻ là không trả giá là chết. À, tôi có một anh ảnh chơi index khá là hay. Mục đích của anh một tháng chỉ được chỉ cần 3-5%. Mà tôi thấy có nhiều lần anh thắng khá nhiều. Nhưng mà anh rất là khiêm tốn. À, Mr. Trịnh. À, ảnh hay nói cho tôi về cái một quy tắc là phải trả giá thị trường. Một nguyên tắc là thị trường này là phải trả giá. Mà không trả giá là thường là mình sẽ ăn ít hơn. Hoặc là mình sẽ bị gồng lỗ nhiều hơn. Đó, chính vì vậy cho nên là đây là một hình thức trả giá. Đó. Thì đây trả giá đây là có nghĩa là mình trả mặc cả đó. Chứ không phải là mình trả giá cho cái việc mình hành động sai đó nha anh em. Mình mặc cả đó. Đấy. À, ok. Thì khi mà mình mặc cả, tôi qua đây nha, qua đây. Vẫn còn nền tảng xanh, thằng này vẫn còn xanh. Tôi sẽ cố gắng làm sao tôi tìm một lệnh sell, lệnh buy ở dưới này. Là vì nó xuống dưới đây nữa nè. Đó, chứ tôi không có buy ở ngay đây nhé. À, nếu như dựa vào cái hệ thống scalping không thì rõ ràng mình buy ở đây. Buy ở đây có nghĩa là vô tình mình có thể buy ở đây. Đấy nhé. Vô tình mình có thể buy ngay đến đỉnh ngày luôn. Buy ngay đây luôn và chúng ta đi xuống là chúng ta căng ạ. À. Đúng không? Chúng ta ăn thì ăn ít, không biết ăn bao nhiêu luôn, không biết ăn ở đâu luôn. Đó, anh em mình hiểu không? Cho nên là khá là không ổn. Nếu như chúng ta lại bài đây, thì ok, thì đó là hình thức. Tôi chỉ muốn anh em là khi mà có xuất hiện này, rửa đai cao nữa thôi, đừng bài. Đúng không anh em? Rồi, tiếp tục chúng ta đi thêm vài nến nữa xem. Đó, chúng ta đợi thôi, chúng ta đợi thêm vài nến nữa. Đó, mà tốt nhất tín hiệu này chúng ta bỏ luôn tín hiệu luôn. Đó, chứ chúng ta đừng đợi thêm vài nến nữa thì lúc đó nó fail rồi thì không nên nữa. Rồi, tôi bỏ luôn tín hiệu này nhá. Bỏ luôn tín hiệu này và tiếp tục tôi qua đây sell coi tình huống nó như thế nào. Sell ở đây cũng đã chuyển thằng ở dưới đã chuyển màu hồng khá lâu rồi nha, chuyển màu hồng
Tôi nói lại này, cái màu hồng này chuyển khoảng vài cây thôi, một hai cây, ba cây thôi, và cái dấu x này cũng mới chuyển thì chúng ta mới chơi nha anh em. Đó, đây. Rồi ok, chúng ta xem ở đây tiếp. Ở đây. Đây đây tình huống đang hiện tại đây anh em. Đó, đang hiện tại hôm nay. Đó, chúng ta thấy này, rõ ràng là đây là tình huống có dấu x. Bên đây bắt đầu chuyển sang màu hồng. Và rồi ở đây lại lao xuống dưới, tôi không chấp nhận. Sell liền. À, nếu chúng ta sell thì có thể là lúc trước này thôi. À, nhưng mà trước này thì chưa có tín hiệu thì chưa sell. À, tôi sẽ đợi giá khoảng một hai cây nữa, nếu mà giá lên đến đây thì tôi có thể sell ở đây, đúng không anh em? À, có nghĩa là nếu tình huống này, tại vì tình huống này mới diễn ra, tôi sẽ đặt một cái lệnh buy limit ở đây, và trong một cái signal V9 của tôi làm theo cách phong cách này anh em. À, đó, và tôi đợi nó sell ở khu vực này, thậm chí tôi sẽ đợi khu vực sell ở đây là giá cắn ở khu vực này, và tôi SL chính trên cái đường màu đỏ này anh em. Nếu nó vượt qua đường màu đỏ này là chấp nhận L, và nó đi rất nhanh anh em, cho nên tôi chấp nhận L ở đây. Và hiển nhiên TP của tôi cũng sẽ TP R là R15 hoặc là R14, tùy tôi có thể để đây. Đấy, thì cái này khoảng là 14 rồi nên, hoặc là bèo bèo cũng là 13. Đó. Thì ok, thì đây là điểm vào lệnh của tôi. Đó. Thì nhân đây tôi cũng xin nói anh em là cứ hàng đầu tuần, tôi xin buổi đầu tuần tôi sẽ cố gắng có một buổi phân tích nhẹ về thị trường và của vài sản phẩm. À, hy vọng những tín hiệu đó có thể làm cho anh em mình có thể đặt lệnh được, hy vọng thôi. Thì tôi cũng phân tích theo tín hiệu scalping hoặc là tín hiệu super signal của tôi, phân tích theo nó để có thể ra một vài tín hiệu đó. Đó thì cảm ơn anh chị em rất nhiều. Mong anh chị em mình hãy chia sẻ, like, share, subscribe và ấn vào quả chuông bên cạnh để khi tôi có clip ra là anh em có liền. Và trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng ra thường xuyên, ra hàng ngày để cố gắng thôi nha anh em. Tôi xin cố gắng như vậy đó để ra hàng ngày anh em có nhiều kiến thức hơn, và kể cả những kiến thức cơ bản tôi cũng xin được làm lại để cho anh em mình có thể có một cái nền tảng tổng hợp nhất trong cái kênh của tôi, có nhiều kiến thức nhất và có nhiều công cụ nhất, chúng ta vừa thực hành vừa có công cụ vừa bắt test luôn phương pháp đó luôn, chứ không có nói sung anh em ạ. Thì tôi muốn như vậy đó, cho nên hôm nay tôi nói nè, đây là hôm nay tôi nói anh em là những cái chiến thuật, kể cả chiến thuật hồi nãy mà tôi có nói về RSI của cái anh Quảng Bình Hà Tĩnh đó, thì điều đó là một điều tốt. Anh nói tôi là anh đã kinh nghiệm rất lâu trong cái việc chơi RSI mình, thì điều đó là điều cực kỳ gọi là trân trọng anh em. Chính vì vậy cho nên là tôi chia sẻ, tôi nhìn lướt qua thị trường tôi thấy có rất nhiều điểm đúng, cho nên tôi chia sẻ ngay cho anh em để cho anh em và cùng tôi test trong vòng vài ngày tới. Còn cái việc hiệu quả thực tế nữa hay không thì chúng ta phải test tiếp và trong tuần sau để chúng ta kiểm chứng điều đó thêm một lần nữa, thì chúng ta sẽ dùng phần mềm backtest của tôi, dùng cái tool backtest của tôi đó để test lại một dữ liệu quá khứ dài hơn, xem mình sẽ thắng thua trong một thời gian dài như thế nào. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Bye bye anh chị em, chúc anh chị em mình cuối tuần vui vẻ và một tuần sau trade thành công. Rồi, hôm nay cũng là ngày lễ tạ ơn, chúc anh em mình bên gia đình hạnh phúc. Bye bye anh chị em mình.